Rất nhiều bạn sở hữu tình trạng da sần sùi và lỗ chân lông to. Và với tình trạng da này thì da của bạn sẽ khó mà láng mịn được, căng bóng được. Ngoài ra thì da của bạn sẽ không đều màu, luôn lem nhem và trông bạn sẽ thiếu sức sống. Ngoài ra với tình trạng da lỗ chân lông to và có khá nhiều vết tắc như thế này, nếu như bạn lựa chọn những cái sản phẩm mỹ phẩm sai thì nó có thể khiến tình trạng bạn vết tắc trở nên nặng nề hơn. Và có thể ở độ tuổi 30-40, làn da của bạn vẫn có thể bị nổi mụn. Ngoài ra thì với làn da sần sùi và lỗ chân lông to, khi bạn bôi kem chống nắng hay là trang điểm, bạn sẽ khó có một cái lớp nền, lớp finish đẹp ở trên làn da. Vì vậy qua video ngày hôm nay, Hương sẽ chia sẻ đến bạn những bước vô cùng đơn giản tại nhà giúp bạn có thể loại bỏ tình trạng da sần sùi, lỗ chân lông to, biến làn da của bạn có thể trở nên láng mịn hơn, đều màu hơn và có độ căng mướt hơn. Tuy nhiên trước khi bước vào phần chính của video ngày hôm nay, Hương rất hy vọng bạn sẽ dành một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới để hàng ngày chúng ta sẽ được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Bước đầu tiên bạn cần làm trong chu trình của mình đó chính là hãy giảm vết tắc cho làn da. Và lý do tại sao mà lỗ chân lông của bạn lại bị nở to ra, lý do tại sao mà da của bạn lại sần sùi như vậy, thì lý do đầu tiên đó chính là cái sự tăng tốc đổi mới tế bào hay là tế bào già cỗi ở trên da của bạn còn nhiều quá. Làn da của chúng ta sẽ có chu kỳ thay mới tế bào, đâu đó khoảng tầm là 28 đến 30 ngày khi chúng ta còn trẻ. Và khi độ tuổi này chúng ta càng ngày càng lớn lên thì chu kỳ ngày càng được kéo dài ra. Và hơn thế nữa, sự thay mới này sẽ không được nhịp nhàng, không được đồng đều. Sẽ có những vùng được thay mới và sẽ có những vùng không được thay mới. Chính cái tế bào già cỗi này sẽ khiến da của bạn trông nó vừa xỉn màu hơn, lại khiến da bạn bít tắc và sần sùi hơn rất là nhiều. Lý do thứ hai là do da của bạn tăng tiết dầu quá là nhiều. Rất nhiều làn da khi chúng ta cấp ẩm thiếu cho cái da của mình khiến da phải tăng dầu, tăng bã lên để bù ẩm cho làn da. Và khi tăng dầu, tăng bã lên như vậy thì khả năng bít tắc ở trên làn da nó rất là lớn. Vì vậy có nhiều bạn từng cái lỗ chân lông chúng đều là những cái sợi trắng trắng, đó chính là những cái sợi vã nhờn bít tắc ở trong làn da của bạn. Và vấn đề thứ ba là do bạn làm sạch da không có kỹ. Rất nhiều bạn, rất nhiều chị chỉ quan tâm rằng các serum nào để thu nhỏ lỗ chân lông, serum nào để làm sáng da. Nhưng chúng ta lại quên đi cái sản phẩm quan trọng là tẩy trang và sữa rửa mặt. Nếu chúng ta không biết cách lựa chọn đúng tẩy trang và sữa rửa mặt hoặc là thao tác sai ở trên làn da, da của chúng ta vẫn còn bít tắc, không được làm sạch tốt, thì bất kỳ sản phẩm serum dù có đắt tiền đến đâu không thể nào khiến da của bạn có thể cải thiện được. Đầu tiên với sản phẩm tẩy trang và sữa rửa mặt, Hương đã chia sẻ khá là nhiều các video phía trước về cách lựa chọn cũng như là thao tác ở trên làn da. Bạn có thể kích thêm một cái link ở phía trên để tham khảo. Ở đây có một tip nhỏ để bạn có thể lựa chọn. Thứ nhất là với tẩy trang sẽ ưu tiên là sử dụng tẩy trang dạng nước, có thể có nhãn là dành cho da nhạy cảm. Và khi tẩy trang bạn hãy thao tác nhẹ nhàng ở trên làn da khoảng tầm 3 đến 4 miếng bông tẩy trang. Khi nào bông tẩy trang của bạn chuyển sang màu trắng thì bạn mới chuyển sang bước thứ hai là sữa rửa mặt. Đối với sản phẩm sữa mặt sẽ ưu tiên là pH chuẩn, dạng gel, tạo bọt vừa phải. Và khi rửa mặt thì hãy massage nhẹ nhàng ở trên làn da, vùng chữ T là khoảng tầm 1 phút, còn vùng chữ U là khoảng tầm 30 giây. Điều thứ hai bạn nên thêm vào đó chính là những sản phẩm tẩy tế bào chết. Thì như vừa chia sẻ ở trên, do trên da chúng ta còn nhiều tế bào già cỗi và chu kỳ thay mới không được nhịp nhàng. Vì vậy nếu bạn sở hữu một tình trạng là da khô, da lão hóa, da thường, hãy bổ sung tẩy tế bào chết là AHA. Còn nếu như bạn có tình trạng da dầu, mụn, lỗ chân lông to, hãy ưu tiên sử dụng tẩy tế bào chết là BHA. Một tuần bạn sẽ nên sử dụng khoảng tầm 2 đến 3 lần. Khi mà thêm tẩy tế bào chết vào, chắc chắn bạn sẽ giảm được tình trạng da sần sùi, da của bạn sẽ thông thoáng hơn, đồng thời nó sẽ hấp thụ sản phẩm tốt hơn rất nhiều. Bước thứ hai đó chính là cấp ẩm cho làn da. Thì như ở trên Hương vừa chia sẻ, làn da của chúng ta khi mà thiếu ẩm thì da chúng ta nó sẽ phải tăng cái tuyến bã, tuyến dầu hoạt động nhiều hơn để bù ẩm cho làn da. Và khi tăng như vậy thì khiến cho lỗ chân lông của bạn nó sẽ to ra hơn. Ngoài ra chúng có thể bít tắc nữa thì khiến cho tình trạng lỗ chân lông ngày càng to và chứa cái hỗn độn ở bên trong. Vì thế để cân bằng tình trạng dầu, tình trạng nước và độ ẩm ở trên làn da, bạn chỉ cần cấp ẩm cho làn da đủ. Và khi một làn da đủ ẩm thôi, làn da sẽ có cái sự căng bóng hơn, sáng hơn, đều màu hơn. Ngoài ra còn chống lại các cái nếp nhăn nông li ti ở trên bề mặt da. Nếp nhăn này xuất hiện chính là do da của bạn bị thiếu ẩm. Và cấp ẩm Hương đã chia sẻ rất là nhiều các video phía trước. Bạn chỉ cần có hai bước cơ bản trong chu trình của mình. Thứ nhất là bước serum HA và thứ hai là bước dưỡng khóa ẩm. Một phân tử HA có thể ngậm đến 1.000 phân tử nước, do vậy khả năng hút ẩm và cấp ẩm cho làn da vô cùng mạnh mẽ. Bạn hãy thoa HA sau cái bước làm sạch da là tẩy trang sữa rửa mặt trên một nền da ẩm. Sau đó hãy bôi một cái sản phẩm dưỡng ẩm ở phía sau để khóa ẩm lại và tránh cho làn da của chúng ta bị thiếu ẩm, và ngủ dậy sẽ có cái sự căng mượt hơn, mịn màng hơn. Sản phẩm thứ ba chúng ta nên bổ sung vào đó chính là những sản phẩm chống lão hóa.
Ở đây bạn biết rằng cái lý do khiến cho cái lỗ chân lông của bạn nó luôn to chính là do da của bạn bị nhăn trùng, lão hóa, chảy xệ. Khi còn trẻ thì da bạn rất là săn chắc này, do được cái collagen nâng đỡ. Nhưng khi bạn già hơn, mỗi năm thì collagen sẽ mất đi, khiến cho cái hàng rào nâng đỡ này, bộ khung này nó bị sập xệ hơn, da bạn bị kéo xuống. Và lỗ chân lông của bạn đang từ hình tròn, chúng sẽ bị kéo giãn xuống phía dưới và có hình giọt nước, khiến da bạn lỗ chân lông to hơn, già nua đi hơn, nhăn trùng, lão hóa, chảy xệ. Vì vậy bạn hãy thêm những sản phẩm nào giúp hỗ trợ bạn tăng sinh collagen, chống lão hóa thì từ đó sẽ giảm tình trạng da bị nhăn trùng và khiến lỗ chân lông của bạn có thể thu nhỏ hơn, da của bạn săn chắc hơn. Sản phẩm đầu tiên bạn nên bổ sung đó chính là kem chống nắng. Vì cái tác nhân nguy hại nhất khiến da bạn lão hóa nhanh nhất đó chính là tia UV và ánh nắng mặt trời. Hầu như chúng ta chỉ cần sử dụng kem chống nắng đúng, đủ và đều thôi thì làn da của bạn đã trẻ hơn so với độ tuổi thật khoảng 3 đến 5 tuổi rồi. Và bạn hãy click vào cái link ở phía trên để xem về cách sử dụng kem chống nắng, cách bôi cũng như là cách thoa như thế nào để tránh bị vón cục. Thành phần thứ hai bạn nên bổ sung đó chính là retinol. Đây là một thành phần vàng trong việc chống lão hóa đã được nghiên cứu. Ngoài ra thì retinol nó sẽ hỗ trợ da của bạn có thể phân tán sắc tố, ức chế những cái men mà tạo ra cái sắc tố ở trên làn da, thì vừa khiến da của bạn có thể là săn chắc hơn, tăng sinh collagen và khiến da của bạn có thể sáng hơn, đều màu hơn, hỗ trợ bạn thu nhỏ được lỗ chân lông. Thành phần thứ ba bạn có thể bổ sung đó chính là niacinamide. Ở đây niacinamide là một serum có đa công dụng. Đầu tiên là cấp ẩm cho làn da của bạn. Thứ hai là hỗ trợ khôi phục hàng rào bảo vệ da của bạn vững chắc hơn. Thứ ba có thể là thu nhỏ được lỗ chân lông, kiểm soát được tình trạng dầu thừa bã nhờn. Và cuối cùng là ức chế những cái men để sản sinh những sắc tố khiến da của bạn sáng hơn và đều màu hơn rất nhiều. Và ở đây Hương sẽ gợi ý cho bạn một chu trình bạn có thể tham khảo buổi sáng, buổi tối lần lượt như sau. Thứ nhất là bạn sẽ bổ sung vào những thành phần. Đầu tiên là serum HA để cấp ẩm. Thứ hai là một cái thành phần là AHA để tẩy tế bào chết đồ học. Thứ ba có thể là thành phần là retinol hỗ trợ tăng tốc đổi mới tế bào. Và thứ tư là thành phần niacinamide. Đối với cái chu trình này, bạn sẽ được sử dụng cái niacinamide vào buổi sáng, còn cái sản phẩm retinol và AHA sẽ xen kẽ sử dụng vào buổi tối. Còn đối với serum HA thì bạn sẽ sử dụng cả sáng cả tối. Và chu trình buổi sáng chúng ta sẽ là tẩy trang hoặc là sữa rửa mặt, sau đó sẽ đến serum HA, niacinamide, kem chống nắng. Còn vào buổi tối ngày chẵn sẽ là tẩy trang này, sữa rửa mặt này, serum HA, retinol, dưỡng ẩm. Còn ngày lẻ sẽ là tẩy trang, sữa rửa mặt, AHA, serum HA và dưỡng ẩm ở phía sau. Và trên đây chính là chu trình Hương chia sẻ đến bạn, giúp bạn có thể loại bỏ tình trạng da sần sùi, đồng thời giúp bạn có thể thu nhỏ được lỗ chân lông. Vậy bạn hãy kiểm tra xem xong chu trình của mình đã có đủ những sản phẩm chưa. Và trong quá trình skincare gặp bất kỳ điều gì khó khăn, hãy để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.